13 hậu quả đáng sợ của tà dâm, người hiện đại nhất định phải hiểu. Người xưa có câu, vạn ác vi dâm thủ. Trong cái vạn ác thì tội dâm đứng đầu. Để nói rằng phạm tội tà dâm sẽ bị báo ứng nặng nề nhất. Con người ta chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sĩ, thương thiên hại lý, đi ngược với luân thường đạo lý. Các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Cổ nhân cho rằng, hễ phạm tội tà dâm là đã tạo nghiệp chồng chất. Từ đó mà tổn hao phúc báo, con đường nhân sinh cũng vì vậy mà gặp nhiều trắc trở. Dưới đây là 13 quả báo đáng sợ của tà dâm. 1. Hao tổn phúc báo. Hao tổn phúc báo một cách nghiêm trọng, địa vị, tài phú mà con người ta nên có được cũng theo đó mà giảm bớt đi. Có những người bát tự khá là tốt, nhưng cuộc sống thực tế lại không được như ý. Rất nhiều lúc chính là vì phạm tội bất hiếu hoặc tà dâm mà hao tổn phúc báo của tự mình. Nếu như nói phúc báo của con người ta giống như một chiếc thùng, thì tà dâm chính là cái lỗ dưới đáy thùng. Có bao nhiêu phúc báo cũng đều sẽ theo đó mà rò rỉ hết. Đặc biệt là các trang mạng và phim ảnh ngày nay tràn ngập những nội dung sắc tình loạn dục, ảnh hưởng sâu nặng đến tâm trí con người ta. Hao tổn phúc báo thật to lớn mà lại mau chóng. Thời đại mạng Internet này, tích phúc thì dễ, mà tạo nghiệp lại càng dễ hơn. 2. Tổn hại phẩm đức cao quý. Những người tà dâm không có khí chất tôn quý, thường bị người khinh thường, đi đến đâu cũng đều khiến người khác xem thường. 3. Làm việc không thuận lợi. Công việc chướng ngại trùng trùng, dẫu rằng có những chuyện mắt thấy đã sắp thành công, cũng sẽ bởi tà dâm mà sắp thành lại bại, thường thất bại một cách không giải thích được. 4. Lo sợ trùng trùng. Thiếu lòng tự tin, trên người cũng không có chính khí, không dám thấy mặt cấp trên, không dám đi vào chùa miếu, sợ quỷ thần, sợ bóng tối, nhát gan, chột dạ. 5. Tổn hại linh tính con người. Trí nhớ kém, khả năng tiếp thu kém, trong nháy mắt thì đã không còn nhớ gì nữa, đầu não không thanh tĩnh, mơ mơ màng màng, năng lực học tập yếu, năng lực lý giải và phán đoán kém, dẫn đến mất ngủ đặc biệt nghiêm trọng, cho đến tinh thần xảy ra vấn đề. 6. Tàn phá dung nhan. Tóc khô vàng, bạc sớm, da dẻ kém, già nhanh. 7. Thân thể suy kiệt. Chức năng cơ thể kém, ủ rũ không phấn chấn, không khởi tinh thần lên được, sức đề kháng bệnh tật kém, dễ dàng mắc bệnh, khí lực yếu, đi chưa được mấy bước đã cảm thấy mình mẩy đau nhất. 8. Bệnh tật đầy thân. Tà dâm sẽ chiêu mời các chứng bệnh lây qua đường tình dục. Bệnh lây qua đường tình dục khác với những chứng bệnh khác. Phần đông là có liên quan với tà dâm và ma túy, rất ít khi vô duyên vô cớ mắc phải. Xét đến cùng là có liên quan với tâm không thanh tịnh. Dù không làm những chuyện qua đêm với gái mại dâm, cũng sẽ có liên quan với những hành vi tà dâm khác. Nếu làm quá nhiều chuyện tà dâm, biện pháp an toàn cũng không phòng được, luôn xảy ra điều bất trắc. Có những căn bệnh tình dục rất khó chữa trị, thậm chí có khả năng cả đời không khỏi. Đương nhiên, chẳng may mắc phải rồi, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Vạn pháp thế gian đều do tâm sinh, mắc phải bệnh gì thì có liên quan mật thiết với cái tâm đó. Bệnh tình dục là liên quan với tà dâm. Nếu như có thể chân thành sám hối, hoàn toàn dứt bỏ tà dâm từ trên hành vi, lời nói, ý niệm, thì bệnh này sẽ dễ chữa trị rồi. 9. Tổn hao phúc báo hôn nhân. Tà dâm dẫn đến tổn hao phúc báo hôn nhân một cách nghiêm trọng.
chiêu mời quyến thuộc không như mong muốn. Mọi chuyện đều là có định số. Trước khi kết hôn, phóng túng bản thân, hao tổn quá nhiều phúc báo của hôn nhân. Vậy nên, cưới phải đối tượng khó được như ý. Bạn có thể quy kết là tính cách không hợp. Đây là nguyên nhân của tầng thứ nông cạn bề mặt. Trên thực tế, nguyên nhân căn bản ở chỗ phúc báo của bạn đã bị hao tổn quá nhiều. Phúc báo về phương diện này quá mỏng rồi, hôn nhân tự nhiên cũng không được hạnh phúc. Sau khi kết hôn, làm ra những chuyện tà dâm, không kể được che đậy kỹ càng thế nào, cũng đều sẽ dẫn phát vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng. Người có nghiệp nặng về mặt này, hoặc nhẹ hoặc nặng, sẽ dẫn đến các loại bất hòa trong quan hệ vợ chồng, cho đến các loại mâu thuẫn. Người có phúc nhẹ về phương diện này, lập tức dẫn đến hôn nhân rạn nứt. 10. Đời sau không như ý. Một là dễ dàng chiêu mời hậu quả vô sinh. Người làm quá nhiều chuyện tà dâm hoặc theo nghề tà dâm, chứng bệnh vô sinh luôn cao hơn so với những người bình thường. 2. Là dễ dàng khiến cho đời sau thân thể gầy yếu, không có tiền đồ sáng lạng, thậm chí chiêu cảm đứa con ngỗ nghịch. 11. Nạo phá thai. Nạo phá thai là nghiệp nặng giết người. Báo ứng trực tiếp nhất là tổn hại sức khỏe thân thể, khiến cho quan hệ nam nữ xảy ra vấn đề. Rất nhiều người đã từng nạo phá thai đều có nhận thức rằng sau khi nạo phá thai thường rất dễ xuất hiện vấn đề trong quan hệ tình cảm với người yêu hoặc vợ chồng, dẫn đến bất hòa, tranh cãi đến chia tay, vân vân. Đây mới chỉ là bước đầu, quả báo nghiêm trọng hơn còn chờ đợi phía sau. 12. Chiêu mời tai họa. Khi phát sinh những vụ hung án, điều cảnh sát nghĩ đến đầu tiên là liên quan đến thù hận, tình cảm hay là tiền bạc. Tà dâm vẫn luôn là một trong những nguyên nhân phá án quan trọng nhất. Chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng có thể cảm nhận được. Sau khi làm ra những chuyện tà dâm, đánh bạc cứ hay thua tiền, lái xe dễ xảy ra tai nạn, chuyện xui xẻo gì cũng đều gặp phải. 13. Kiếp sau đọa vào ba ác đạo. Người tâm phàm nhẹ vào thiên giới, người ác tâm nặng xuống địa ngục, người đắc đạo xuất khỏi luân hồi. Người bị dâm dục khống chế là biểu hiện tà tâm cực mạnh, rơi vào ác đạo là kết quả tất nhiên. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: Vì sao người xưa nói trong vạn cái ác thì tà dâm đứng đầu? Những ý nghĩ tà dâm là đến từ ham muốn sắc dục. Tâm dục vọng vừa khởi thì đã là tội lỗi, huống chi là người đã phạm tội, ác nghiệp quá nặng, tương lai làm sao thoát khỏi tội báo được. Khi nhìn thấy quả báo rồi thì hối hận sao có thể kịp đây. Từ xưa đến nay, những người có lòng nhân ái, có đạo đức và hàm dưỡng đều giữ cho mình một cái tâm thanh tịnh và thành kính. Họ dùng sự thanh tịnh để bồi dưỡng đức hạnh của bản thân, dùng chính khí để chống lại những ham muốn xấu. Háo sắc, tham dâm, có ý niệm hay hành vi quan hệ bất chính với người không phải vợ chồng là một việc vi phạm luân thường đạo lý. Trời không dung, đất không tha, khiến thần linh phẫn nộ. Đối với những người phạm tội tà dâm, người thì bị mất mạng, người thì bị mất chức vị, người thì hủy hoại gia đình và bị tuyệt tự. Một người nếu như có mệnh giàu sang phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm thì người đó có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người nếu có mệnh được hưởng phúc thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể bị tật nguyền hay chết trẻ. Một người nếu như vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng.
Người quân tử biết rõ điều ấy là tai họa to lớn vô cùng, nên nghiêm túc cự tuyệt. Vì thế mà họ không bị tổn đức và luôn được hưởng phúc báo. Kẻ tiểu nhân lại cho đó là hạnh phúc to lớn mà sa vào nên tất sẽ bị ác báo. Cho nên người xưa vẫn thường nói, họa hay phúc không phải tự nhiên mà đến, mà đều là do con người tự chiêu mời mà đến. Văn Xương Đế Quân là một vị thần được dân gian tôn sùng, là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân, từng nói: Thượng thiên thường giáng họa xuống cho những người tham dâm háo sắc. Hơn nữa, báo ứng loại này đến vô cùng nhanh, có một số người lại giống như nằm mơ, vô tri không biết sợ hãi. Nếu một người có hành vi phóng túng, hơn nữa lại không biết sai mà sửa đổi, thì người này sẽ phải thuận theo an bài mà trả tội nghiệp. Người xưa có câu, vạn ác, dâm đứng đầu. Bởi vì ý niệm dâm dục vừa mới động, thì các chủng ác niệm cũng theo đó mà dấy khởi nên. Các chủng tội nghiệp cũng từ đây trở đi mà sinh ra. Tất cả các chủng thiện niệm cũng vì thế mà bị tiêu vong, thậm chí đến mức muốn chiếm đoạt mà sinh tâm sát hại người khác, liêm sĩ và luân lý đều đã mất hết. Sách cổ Trung Hoa có ghi chép lại rất nhiều ví dụ về phương diện này. Những ví dụ ấy vừa để cảnh tỉnh con người thế nhân kịp thời nhận ra, kịp thời ước chế dục vọng, khôi phục lương tri đạo đức, tu sửa bản thân thành người thanh tịnh, đức độ, có tấm lòng cao thượng. Chỉ có quy chính lại bản thân thì mới có thể có lại được may mắn và rời xa tai họa. Vào triều đại nhà Minh, có một thư sinh tên là Tôn Hậu. Gia đình bần cùng, đành phải vượt sông đi dạy học để kiếm sống. Về sau, Tôn Hậu lại đến gia đình nhà họ Trương ở đường Tây làm công việc ghi chép để đổi lấy miếng ăn. Một hôm, đêm đã khuya, tỳ nữ nhà họ Trương vụng trộm chạy đến gian phòng mà Tôn Hậu đang ngủ. Tôn Hậu biết rõ ý tứ của tỳ nữ này nên đã lớn tiếng nói: Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói rằng, tam thai, bắt đẩu, tam thi thần, lúc nào cũng theo sát chờ đợi sẵn, để ghi chép lại hết sai lầm của từng người, tưởng rằng đêm khuya tĩnh lặng không người mà thượng thiên không biết sao. Tôn Hậu đã nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng sự việc này lại bị một vị thầy giáo dạy học của nhà họ Trương nhìn thấy. Ông ta liền lén lút gọi mời tỳ nữ này đến gặp gỡ. Đến Tết Đoan Ngọ, ông thầy giáo đó đột nhiên phát bệnh ung nhọt, toàn thân đau nhức, không có cách nào chữa trị. Lúc này chủ nhà đành phải mời Tôn Hậu lên làm thầy giáo đứng lớp chính. Một hôm, Tôn Hậu gặp người chú của mình tại gian khẩu. Người chú này kinh ngạc nói, bởi vì con trai của ta bị bệnh nên ta đến miếu chờ thành hoàng cầu nguyện. Đến lúc trời tối, ta ngủ luôn ở đó. Không ngờ mơ thấy thần thành hoàng ngồi trên điện. Sau đó, vị thần thành hoàng kêu thuộc hạ dâng cuốn sổ ghi chép của những người có mệnh bị chết đói lên để sửa đổi. Từng tên được đọc lên, khoảng chừng mười mấy người thì ta nghe thấy có tên của cháu. Ta hỏi vị Minh Quang, vì sao mà Tôn Hậu lại được cải sửa? Vị Minh Quang nói, trong bổn mệnh của người này, vào năm 46 tuổi sẽ bị chết đói nơi đất khách quê người. Nhưng bởi vì vào đêm ngày 18 tháng 4 năm nay, anh ta đã nghiêm khắc cự tuyệt dâm với một tỳ nữ, cho nên sẽ kéo dài tuổi thọ của anh ta thêm 24 năm, đồng thời sửa lại số mệnh phải chịu đói khát, thành được hưởng bổng lộc. Nói đến đây, người chú này liên tục nói lời chúc mừng Tôn Hậu. Về sau, học sinh theo học Tôn Hậu ngày càng đông. Mỗi năm tiền học phí mà Tôn Hậu thu được lên đến hơn 100 lượng vàng. Đến năm 36 vạn lịch, Tôn Hậu 46 tuổi, quả nhiên năm đó mất mùa, giá gạo vô cùng đắt đỏ, những người nghèo hầu như không có tiền mua, người chết đói vô cùng nhiều. Nhưng Tôn Hậu không những tránh được kiếp nạn này mà còn vô cùng giàu có.
Lúc về già, gia đình Tôn Hậu vẫn thuộc hàng giàu có. Đến năm Tôn Hậu 70 tuổi thì không bệnh mà chết, ứng nghiệm với việc được kéo dài 24 năm. Ngày xưa, kính trời, kính thần, người quân tử luôn thận trọng ngay cả khi chỉ có một mình, bởi vì họ biết rõ, trên đầu ba thước có thần linh. Cho dù là ở nơi bóng tối không người đi nữa, thì họ cũng không dám phóng túng dục niệm của bản thân, thường ngày đều nghiêm túc giữ gìn hành vi của mình. Cổ nhân nói, một người xuất ra một niệm thuần thiện, thì thượng thiên sẽ ban phúc cho họ. Cho nên, Tôn Hậu thành tâm thành ý xuất ra một niệm cự tuyệt dâm dục mà được phúc báo. Âu cũng là một việc hợp đạo lý. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Một lúc nơi động tiên, vợ trẻ đã thành bà lão. Chàng thanh niên vô ý rơi vào tiên động, chỉ xem một màn ca múa mà khi trở lại nhân gian, đã thấy vợ mình biến thành bà lão. Chỉ một điều ấy thôi cũng đủ giúp anh nhận ra chân lý của đời người. Trong hẻm núi xa xa, từng ngọn núi xanh mướt ẩn khuất bồng bềnh trong mây sương. Non cao trùng điệp, như ẩn như hiện, cảnh đẹp tựa chốn tiên cảnh bồng lai. Một cơn gió nhẹ thổi qua, như có như không, liễu tơ mềm mại lay động theo chiều gió, tất cả tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động. Giữa cảnh sắc xuân tình trăm hoa đua nở, có một đôi vợ chồng trẻ đang nắm tay nhau bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm hoa. Nàng như làn gió nhẹ, thoát ẩn thoát hiện sau bóng cây, đôi mắt trong trẻo, nụ cười e ấp, mái tóc dịu dàng, bước chân gót ngọc, tà áo thướt tha giống như cánh bướm đang chập chờn trong nắng. Con chàng nhẹ nhàng theo sát từng bước chân nàng, như sợ chỉ một phút sơ ý sẽ để lạc mất vợ mình. Trong núi rừng tịch mịch nơi thâm sơn cùng cốc, sức sống bừng sáng của đôi nam nữ giữa khung cảnh làm người ta vừa say đắm trong xuân sắc, lại vừa say đắm trong phong thủy hữu tình. Sau một lúc vui đùa thỏa thích, áo đẫm mồ hôi, người vợ cảm thấy thoáng mệt, bèn tới ngồi nghỉ bên khe núi. Người chồng lấy ra chiếc quạt lụa quạt mát cho vợ, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Rồi nàng nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc quạt, bắt chước động tác tao nhã của chồng mà phe phẩy tựa gió xuân. Trong đôi mắt của chàng, nàng luôn duyên dáng và yêu kiều như thế. Chợt, một cánh bướm dập dờn bay qua, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy một bông hồng đỏ thắm nở trên vách núi dựng đứng. Đá cứng cỏi mạnh mẽ, hồng e ấp dịu dàng. Cảnh tượng thật khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một giai nhân ở nơi thâm sơn cùng cốc, đang đợi thế nhân tới thưởng thức. Hoa tươi tặng người đẹp, đương nhiên cần đợi bàn tay anh hùng tới hái. Để được nhìn ngắm nụ cười yêu kiều quyến rũ của vợ, người chồng không chút do dự đã leo lên vách núi. Rồi chàng cẩn thận vươn tay ra để mong có được đóa hoa xinh đẹp. Nhưng dẫu đã giữ gìn hết mức, thận trọng hết mình, thì chỉ trong một thoáng, người anh hùng đã rơi vào trong động. Nàng luống cuống lo sợ, vội chạy đến bên cửa động, chỉ thấy trong nháy mắt bóng tối đã nuốt chửng chàng đi mất. Trong chốc lát, mọi thứ lại trở nên trống trải cô liêu. Từ đó nàng không còn nghe được tiếng vọng của chồng, chỉ còn lại nỗi thê thương đau buồn vô tận. Dường như con tim cũng tan nát theo chàng, rơi vào sự vô biên sâu thẳm. Vừa mới đây, tình cảm còn đang mặn nồng như bướm với hoa, vậy mà chớp mắt một cái đã thành sinh ly tử biệt. Trang nam tử bị bóng tối cuốn đi, chỉ còn lại bóng hồng nhan đứng bàng hoàng trong nước mắt. Tất cả mọi thứ đến quá đột ngột, tới mức không ai ngờ rằng khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục lại cách nhau một chớp mắt mà thôi. Trong bóng tối tịch mịch và nỗi sợ hãi bủa vây,
Người chồng hoảng sợ nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho bản thân rơi xuống. Anh cảm giác như mình cách cái chết ngày càng gần hơn. Bỗng nhiên, thân thể anh nhẹ nhàng chạm đất, chợt thấy trước mắt xuất hiện một quần ánh sáng. Mọi thứ nơi đây đều bồng bềnh huyền ảo trong khói sương. Đây là nơi nào? Là miền cực lạc hay là chốn bồng lai? Là non cao thoát tục hay là động tiền nơi nhân thế? Lẽ nào cơ duyên trùng hợp đã đưa ta lạc vào nơi tiên cảnh này? Chỉ thấy trước mặt là bầu trời xanh xa vạn dặm, đồng cỏ xanh mướt trải khắp tận chân trời. Đâu đó, một đôi kim đồng ngọc nữ thoát ẩn thoát hiện trong sơn thủy mờ mịt. Bốn phía được bao phủ trong linh khí thần tiên, không vướng bụi trần. Trong khói sương mênh mông ấy, tiếng đàn, tiếng sáo du dương phiêu đãng. Một đoàn tiên nữ đang nhảy múa hát ca, tà áo tung bay, dáng vẻ thoát trần phong lưu nho nhã. Cảnh sắc tiên cảnh tuyệt vời khó tả, làm mê đắm lòng người, khiến anh như rơi vào giấc mộng. Nghĩ tới thế sự vô thường mà thoáng chút ngậm ngùi, cõi nhân sinh chỉ chớp mắt là trôi qua. Nhân sinh như mộng, con người sống trên đời, trăm năm tưởng dài mà lại ngắn chẳng tày gang. Đến lúc này người chồng mới nhận ra rằng, con người là sống trong mê, luân hồi chuyển thế, đời nối đời mà tạo nên biết bao nhân duyên, nghiệp nợ. Con người đến cõi thế gian, chỉ có một tấm thân trần và hai bàn tay trắng. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, cũng chẳng thể mang theo được thứ gì. Cả một đời vinh hoa hay tủi nhục, thì đến phút cuối cùng, cũng chỉ còn cát bụi gió tung bay. Có điều gì là sẽ ở bên ta mãi mãi? Tình yêu mặn nồng rồi cũng vụt tan. Người vợ hiền diệu như hoa như ngọc, rồi cũng giống như mây khói trôi qua trước mặt. Quay đầu lại, thấy tất cả chỉ là ảo mộng. Giờ đây, may mắn lạc vào cõi tiên cảnh, ta dường như mới trở lại là ta. Vậy nếu đã có tiên duyên như thế này, chi bằng hãy lưu lại nơi đây mà tu tập đạo pháp, là một vị thần tiên tiêu dao tự tại cũng tốt hơn một kiếp nhân sinh hư ảo. Tuy nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng anh vẫn không thể quên được người vợ trẻ xinh đẹp kia. Nếu không thể nói với nàng một lời từ biệt, thì đó sẽ là nỗi ăn năn nuối tiếc cả đời. Đến khi bản nhạc lắng xuống, tiếng hát đã ngừng, điệu múa tiên sa cũng vừa kết thúc, thì nỗi nhớ thương khắc khoải lại tiếp tục giày vò anh tới tận tâm can. Thôi thì, ta hãy quay đầu về chốn dương gian, chỉ cần gặp lại nàng một lần để nói lời giả biệt, rồi lòng này lại trở lại động tiên cũng chưa muộn. Lúc ấy, ngoài thạch động có một bà lão mái đầu bạc trắng đang đứng đợi, làng thu thủy với chiếc áo cũ xưa, đã cùng bà đứng đợi ở đây mấy chục năm rồi. Người vợ không tin rằng, người chồng năm xưa của mình đã chết, tất cả những ký ức vui buồn hợp tan, hỷ nộ ai lạc, từng chút một luôn hiển hiện ra trước mặt. Vậy nên ngày nào, bà cũng đến đây, đứng lặng lẽ bên ngoài cửa động đợi chồng trở về. Chỉ là khi có duyên tương phùng gặp lại, thì thật không ngờ khoảng cách thời gian lại quá vô tình. Chỉ có cỏ cây, hoa lá, nơi thâm sâu cùng cốc là mãi mãi xanh tươi. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây. Cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có dung nhan người vợ trẻ là phai tàn theo năm tháng. Cuộc đời chờ tưởng như vô vọng, vậy mà từ trong động bỗng bước ra một chàng thanh niên tuấn tú, khiến bà lão kinh ngạc và sợ hãi lùi về phía sau. Khi định thần nhìn lại, bà chợt nhận ra đó chính là chồng mình năm xưa đã quay trở về. Dung mạo chàng vẫn không có gì thay đổi, vẫn tư thế hiên ngang như thế, vẫn vẻ oai hùng như thế. Chỉ có điều, thời gian nay đã trôi qua mấy chục năm rồi. Người vợ thấy chồng trở về, liền mừng rỡ chạy lại nắm chặt lấy tay chàng, chỉ sợ một phút bất cẩn sẽ không còn được gặp lại nữa. Nhưng người chồng kinh ngạc tới mức không dám lại gần. Khó có thể ngờ rằng, bà lão tóc bạc da mồi run rẩy đang đứng trước mặt, lại là người vợ xinh đẹp năm xưa của mình. Không ngờ rằng khi quay lại, sự thật, nơi chốn nhân gian lại giống như ảo như mộng, như giả như thật, như thực như hư.
hai cõi thời gian, hai cõi không gian, cách nhau chỉ một cửa động, mà sự khác biệt lại quá to lớn. Một ngày phương trời, nghìn năm mặt đất. Đó phải chăng là sự khác biệt giữa cõi trời và cõi đất, cõi tiên và cõi tục? Chàng trai trẻ chỉ ở trong động tiên xem một màn ca múa, vậy mà trong chớp mắt nhìn lại, đã thấy người vợ xinh đẹp của mình nay biến thành bà lão. Ánh mắt mơ màng, chàng nhìn chằm chằm về phía người vợ tóc bạc trắng đang đứng trước mặt, còn bản thân mình dung mạo vẫn tráng kiệt như xưa. Kẻ phương trời, người mặt đất, họ giống như những kẻ xa lạ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Người chồng không dám tin những ngày tháng ân ái đã qua, dung nhan kiều diễm của vợ và lời thề sống chết có nhau. Tất cả này chỉ giống như một giấc mộng hư ảo. Người chồng khẽ thở dài, ngẩn người suy ngẫm. Đắc được và mất đi rồi đắc được, đó chỉ là lẽ vô thường. Vậy mà bản thân mình lại dùng cả cuộc đời để theo đuổi những thứ trong cõi trần tục này, thoáng một cái là trôi qua, chớp mắt một cái là vụt biến mất. Liệu đó có thật sự là những gì mà sinh mệnh cần có hay không? Những điều đã mất đi, làm sao biết được đó không phải là cơ duyên vạn cổ? Một đời người khi đến thế giới này là vì cớ gì? Sau khi những mộng ảo kia qua đi, thì điều con người mong muốn nhất là điều gì? Nếu đời người ngắn ngủi như hư không, vậy thì những được mất, yêu ghét, hận thù, công danh, lợi lộc, chẳng qua chỉ là cảnh trong mơ làm người ta mê muội mà rơi vào cõi hồng trần mà thôi. Vào thời khắc cuối cùng của nhân sinh, đến khi nhắm mắt xuôi tay, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra rằng tất cả những gì mình theo đuổi suốt cả cuộc đời chẳng qua chỉ là hư ảo. Một đời sống vì ham mê dục vọng mà không thật sự sống cho bản thân nổi một ngày, tranh giành đấu đá lo sợ thật giả, tới khi hết mệnh lìa đời, tiền tài không mang đi được, nợ nghiệp vẫn theo đó như hình với bóng. Nợ ai thứ gì thì đều phải dùng sinh mệnh để hoàn trả. Ngoài việc mất đi sự thánh khiết của linh hồn, giảm cảnh giới của sinh mệnh, mê mờ quên cả đường về nhà, có người ta sẽ phải hoàn trả nghiệp lực một cách không ngừng nghỉ. Chàng thanh niên vô ý rơi vào tiên động, chỉ xem một màn ca múa chốn non tiên, mà tại nhân gian đã là mấy chục năm trôi qua. Trong nháy mắt lưu lại dung nhan, lưu lại sự vĩnh hằng, nhưng khi anh quay trở lại nhân gian, đã thấy vợ mình nay trở thành bà lão. Chỉ một điều ấy thôi đã đủ để điểm ngộ cho anh nhận ra chân lý của đời người. Thể xác chỉ giống như một cái áo, cởi ra rồi lại mặc vào như chơi, duy chỉ linh hồn mới là bất diệt trường tồn. Tuy nhiên, những điều mà nhục thân này ham muốn yêu cầu lại có thể chi phối và ảnh hưởng tới sự thánh khiết của linh hồn, khiến linh hồn ấy rơi vào vực sâu, muôn đời muôn kiếp không trở lại được và cũng không thể thăng hoa tới cảnh giới cao hơn của sinh mệnh. Bởi vậy, người xưa luôn giảng về tu luyện, bởi chỉ có tu luyện mới là cách để thăng hoa tinh thần, đề cao cảnh giới, cuối cùng là trở về ngôi nhà chân chính của sinh mệnh con người. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: Thần linh dõi theo nhất cử nhất động của con người, làm điều khuất tất không thể giấu. Con người đang sống trong mê cung của chính mình, cùng những danh lợi và dục vọng của bản thân, tưởng rằng chỉ cần một chiếc lá là có thể che kín cả bầu trời, thực ra đều xuất phát từ nhận thức sai lầm và hạn hẹp. Vào ngày Sa-bát, ngày lễ thánh trong tuần dành để nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa của người Do Thái giáo, các tín đồ không được phép làm bất kỳ điều gì, nhưng người đàn ông kia lại không thể cưỡng chế ham muốn chơi gôn mạnh mẽ của bản thân và đã quyết định lén ra sân gôn. Ông ta tự giải thích với mình rằng sẽ chỉ chơi một vài lỗ, chỉ có thế thôi. Hơn nữa, vì hôm đó là ngày lễ Sa-bát và không có người Do Thái nào ra ngoài, nên sẽ không có ai biết ông đã vi phạm giới luật. Mọi suy nghĩ nuông chiều theo ham muốn của bản thân đều ủng hộ và thúc giục ông ta. Người đàn ông say sưa chơi gôn, và càng chơi ông ta càng cảm thấy cao hứng. Tuy nhiên, khi ông ta chơi tới lỗ thứ hai
thì một thiên sứ đã nhìn thấy. Vị thiên sứ rất giận dữ trước hành động lén lút của người đàn ông ấy và đã báo lại với Thượng Đế rằng người này đã không tuân theo giới luật của đạo Do Thái và dám chơi gôn vào ngày Sáp-bát. Thượng Đế sau khi nghe thiên sứ đã đáp lại rằng vậy thì ta sẽ trừng phạt người này thật nghiêm khắc. Người đàn ông ở dưới thế gian vẫn chắc chắn rằng không ai biết ông ta đang ở đây. Kể từ lỗ thứ ba, ông ta chơi còn tốt hơn hai lỗ trước, chơi tới độ hoàn hảo mà thậm chí một tay gôn chuyên nghiệp cũng khó lòng đạt tới. Ông ấy đánh tất cả bóng vào lỗ chỉ bằng một cú đánh. Người này càng lúc càng hoan hỷ và ông ta hoàn toàn không nhớ việc người tu hành cần phải làm trong ngày lễ thiêng liêng của họ. Khi ông ta chơi tới lỗ thứ bảy, vị thiên sứ thấy mọi việc đang diễn ra vô cùng khó hiểu, nên đã tới gặp Thượng Đế lần nữa và hỏi, kính thưa Thượng Đế, chẳng phải Ngài định phạt ông ta sao? Vì sao con không nhìn thấy sự trừng phạt nào vậy? Thượng Đế khoan thai, điềm tĩnh đáp, ta đã phạt ông ta rồi. Nghe câu trả lời của Thượng Đế, vị thiên sứ lặng lẽ đứng bên và quan sát người đàn ông kia. Cho đến lỗ thứ 9, người kia chỉ cần một cú đánh để đánh trúng vào các lỗ. Chính vì cảm thấy bản thân đã chơi vô cùng xuất sắc, vượt xa rất nhiều trình độ hiện có của mình, nên ông ta đã quyết định chơi ván thứ hai với 9 lỗ nữa. Khi ý nghĩ của người đàn ông vừa hình thành, vị thiên sứ nhìn thấy ngay lập tức quay sang Thượng Đế. Sự trừng phạt dành cho người đàn ông kia đâu, thưa Ngài? Đáp lại thắc mắc của vị thiên sứ, Thượng Đế chỉ mỉm cười, nhìn cô và không nói gì. Đến khi chơi xong 18 lỗ, điểm số của ông ta cao hơn bất kỳ vận động viên chơi gôn đẳng cấp quốc tế nào. Ông ta rất đỗi vui sướng, hả hê và cảm thấy bản thân mình thật xuất sắc. Vị thiên sứ tới lúc này đã không thể kiềm chế được bản thân và nổi giận hỏi Thượng Đế, đây là sự trừng phạt mà Ngài dành cho ông ta sao? Thấy vị thiên sứ hoàn toàn chưa hiểu dụng ý của mình, Thượng Đế lúc này mới quay sang nhìn cô và điềm nhiên lý giải. Đúng là ta đã trừng phạt ông ta, đó thực sự là một hình phạt vô cùng nặng nề. Con hãy nghĩ xem, ông ta đã chơi một ván gôn phi thường và rất cao hứng, thấy bản thân thật vô cùng xuất sắc, rất có khả năng, nhưng ông ta lại không thể kể nói với ai hết. Kiềm chế điều ấy chẳng phải sẽ rất đau khổ và tiếc nuối hay sao? Chẳng phải đó chính là hình phạt nặng nề nhất đối với ông ta sao? Hình phạt của Thượng Đế thực sự vô cùng khoan dung, không khiến người đàn ông kia thất bại, không trừng phạt về thân thể, cũng không phơi bày sự việc với những người khác. Thực ra, Thượng Đế không hề phạt ông ta, mà chính là ông ta đã tự phạt bản thân mình. Khó chịu trên thân thể dù lớn đến mấy, chỉ cần quyết tâm là vượt qua được. Sự thống khổ của tâm can, sự dày vò về tinh thần mới là điều khó vượt qua nhất. Mọi chức vị, nghi lễ và giới luật đều chỉ là hình thức nếu con người không thực sự câu thúc bản thân mình theo những tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn và chân chính. Không có hình thức tu hành có thể giúp con người đạt được thành tựu nếu không tự ước thúc bản thân. Tự đặt tiêu chuẩn cho mình, chỉ có tu tâm tính mới đảm bảo cho người có được thành tựu. Con người vẫn đang sống trong mê cung của chính mình, cùng những danh lợi và dục vọng của bản thân, tưởng rằng chỉ cần một chiếc lá là có thể che kín cả bầu trời, thực ra đều xuất phát từ nhận thức sai lầm và hạn hẹp. Vạn sự, vạn vật đều đang sống trong sự an bài và quan sát của các đấng tối cao quyền năng. Chỉ vì không nhìn thấy họ, nên con người đang nhắm mắt mà buông lơi bản thân, làm điều xấu mà không sợ bị trừng phạt. Con người nếu không có chuẩn mực đạo đức để yêu cầu chính mình, thì cuộc sống sẽ trở nên căng thẳng và nguy hiểm, bởi con người sẽ không từ thủ đoạn nào để làm lợi cho mình. Ngược lại, nếu con người luôn luôn tự ước thúc bản thân theo những tiêu chuẩn đúng đắn và chân chính, thì xã hội sẽ ổn định và an hòa. Quan hệ giữa người với người cũng vì thế mà êm đẹp. Đạo đức thăng hoa thì đời sống cũng theo đó mà thăng hoa. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên.
phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đài Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện 13 hậu quả đáng sợ của tà dâm, người hiện đại nhất định phải hiểu. Người xưa có câu, vạn ác vi dâm thủ. Trong cái vạn ác thì tội dâm đứng đầu. Để nói rằng phạm tội tà dâm sẽ bị báo ứng nặng nề nhất. Con người ta chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sĩ, thương thiên hại lý, đi ngược với luân thường đạo lý. Các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra. Cổ nhân cho rằng, hễ phạm tội tà dâm là đã tạo nghiệp chồng chất, từ đó mà tổn hao phúc báo. Con đường nhân sinh cũng vì vậy mà gặp nhiều trắc trở. Dưới đây là 13 quả báo đáng sợ của tà dâm. 1. Hao tổn phúc báo. Hao tổn phúc báo một cách nghiêm trọng, địa vị, tài phú mà con người ta nên có được cũng theo đó mà giảm bớt đi. Có những người bát tự khá là tốt, nhưng cuộc sống thực tế lại không được như ý. Rất nhiều lúc chính là vì phạm tội bất hiếu hoặc tà dâm mà hao tổn phúc báo của tự mình. Nếu như nói phúc báo của con người ta giống như một chiếc thùng, thì tà dâm chính là cái lỗ dưới đáy thùng. Có bao nhiêu phúc báo cũng đều sẽ theo đó mà rò rỉ hết. Đặc biệt là các trang mạng và phim ảnh ngày nay tràn ngập những nội dung sắc tình loạn dục, ảnh hưởng sâu nặng đến tâm trí con người ta. Hao tổn phúc báo thật to lớn mà lại mau chóng. Thời đại mạng Internet này, tích phúc thì dễ, mà tạo nghiệp lại càng dễ hơn. 2. Tổn hại phẩm đức cao quý. Những người tà dâm không có khí chất tôn quý, thường bị người khinh thường, đi đến đâu cũng đều khiến người khác xem thường. 3. Làm việc không thuận lợi. Công việc chướng ngại trùng trùng, dẫu rằng có những chuyện mắt thấy đã sắp thành công, cũng sẽ bởi tà dâm mà sắp thành lại bại, thường thất bại một cách không giải thích được. 4. Lo sợ trùng trùng, thiếu lòng tự tin, trên người cũng không có chính khí, không dám thấy mặt cấp trên, không dám đi vào chùa miếu, sợ quỷ thần, sợ bóng tối, nhát gan, chột dạ. 5. Tổn hại linh tính con người. Trí nhớ kém, khả năng tiếp thu kém, trong nháy mắt thì đã không còn nhớ gì nữa. Đầu não không thanh tĩnh, mơ mơ màng màng, năng lực học tập yếu, năng lực lý giải và phán đoán kém, dẫn đến mất ngủ đặc biệt nghiêm trọng, cho đến tinh thần xảy ra vấn đề. 6. Tàn phá dung nhan. Tóc khô vàng, bạc sớm, da dẻ kém, già nhanh. 7. Thân thể suy kiệt. Chức năng cơ thể kém, ủ rũ không phấn chấn, không khởi tinh thần lên được, sức đề kháng bệnh tật kém, dễ dàng mắc bệnh, khí lực yếu, đi chưa được mấy bước đã cảm thấy mình mẩy đau nhất. 8. Bệnh tật đầy thân. Tà dâm sẽ chiêu mời các chứng bệnh lây qua đường tình dục. Bệnh lây qua đường tình dục khác với những chứng bệnh khác. Phần đông là có liên quan với tà dâm và ma túy. Rất ít khi vô duyên vô cớ mắc phải. Xét đến cùng là có liên quan với tâm không thanh tịnh. Dù không làm những chuyện qua đêm với gái mại dâm, cũng sẽ có liên quan với những hành vi tà dâm khác. Nếu làm quá nhiều chuyện tà dâm, biện pháp an toàn cũng không phòng được, luôn xảy ra điều bất trắc. Có những căn bệnh tình dục rất khó chữa trị, thậm chí có khả năng cả đời không khỏi. Đương nhiên, chẳng may mắc phải rồi cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Vạn pháp thế gian đều do tâm sinh, mắc phải bệnh gì thì có liên quan mật thiết với cái tâm đó. Bệnh tình dục là liên quan với tà dâm. Nếu như có thể chân thành sám hối, hoàn toàn dứt bỏ tà dâm từ trên hành vi,
lời nói, ý niệm thì bệnh này sẽ dễ chữa trị rồi. 9. Tổn hao phúc báo hôn nhân. Tà dâm dẫn đến tổn hao phúc báo hôn nhân một cách nghiêm trọng. Chiêu mời quyến thuộc không như mong muốn. Mọi chuyện đều là có định số. Trước khi kết hôn, phóng túng bản thân, hao tổn quá nhiều phúc báo của hôn nhân. Vậy nên, cưới phải đối tượng khó được như ý. Bạn có thể quy kết là tính cách không hợp. Đây là nguyên nhân của tầng thứ nông cạn bề mặt. Trên thực tế, nguyên nhân căn bản ở chỗ phúc báo của bạn đã bị hao tổn quá nhiều. Phúc báo về phương diện này quá mỏng rồi, hôn nhân tự nhiên cũng không được hạnh phúc. Sau khi kết hôn, làm ra những chuyện tà dâm, không kể được che đậy kỹ càng thế nào, cũng đều sẽ dẫn phát vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng. Người có nghiệp nặng về mặt này, hoặc nhẹ hoặc nặng, sẽ dẫn đến các loại bất hòa trong quan hệ vợ chồng, cho đến các loại mâu thuẫn. Người có phúc nhẹ về phương diện này, lập tức dẫn đến hôn nhân rạn nứt. 10. Đời sau không như ý. Một là dễ dàng chiêu mời hậu quả vô sinh. Người làm quá nhiều chuyện tà dâm hoặc theo nghề tà dâm, chứng bệnh vô sinh luôn cao hơn so với những người bình thường. 2. Là dễ dàng khiến cho đời sau thân thể gầy yếu, không có tiền đồ sáng lạng, thậm chí chiêu cảm đứa con ngỗ nghịch. 11. Nạo phá thai. Nạo phá thai là nghiệp nặng giết người. Báo ứng trực tiếp nhất là tổn hại sức khỏe thân thể, khiến cho quan hệ nam nữ xảy ra vấn đề. Rất nhiều người đã từng nạo phá thai đều có nhận thức rằng, sau khi nạo phá thai thường rất dễ xuất hiện vấn đề trong quan hệ tình cảm với người yêu hoặc vợ chồng, dẫn đến bất hòa, tranh cãi đến chia tay vân vân. Đây mới chỉ là bước đầu, quả báo nghiêm trọng hơn còn chờ đợi phía sau. 12. Chiêu mời tai họa. Khi phát sinh những vụ hung án, điều cảnh sát nghĩ đến đầu tiên là liên quan đến thù hận, tình cảm hay là tiền bạc. Tà dâm vẫn luôn là một trong những nguyên nhân phá án quan trọng nhất. Chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng có thể cảm nhận được. Sau khi làm ra những chuyện tà dâm, đánh bạc cứ hay thua tiền, lái xe dễ xảy ra tai nạn, chuyện xui xẻo gì cũng đều gặp phải. 13. Kiếp sau đọa vào ba ác đạo. Người tâm phàm nhẹ vào thiên giới, người ác tâm nặng xuống địa ngục, người đắc đạo xuất khỏi luân hồi. Người bị dâm dục khống chế là biểu hiện tà tâm cực mạnh, rơi vào ác đạo là kết quả tất nhiên. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: Vì sao người xưa nói trong vạn cái ác thì tà dâm đứng đầu? Những ý nghĩ tà dâm là đến từ ham muốn sắc dục. Tâm dục vọng vừa khởi thì đã là tội lỗi, huống chi là người đã phạm tội, ác nghiệp quá nặng, tương lai làm sao thoát khỏi tội báo được. Khi nhìn thấy quả báo rồi thì hối hận sao có thể kịp đây. Từ xưa đến nay, những người có lòng nhân ái, có đạo đức và hàm dưỡng đều giữ cho mình một cái tâm thanh tịnh và thành kính. Họ dùng sự thanh tịnh để bồi dưỡng đức hạnh của bản thân, dùng chính khí để chống lại những ham muốn xấu. Háo sắc, tham dâm, có ý niệm hay hành vi quan hệ bất chính với người không phải vợ chồng là một việc vi phạm luân thường đạo lý, trời không dung, đất không tha, khiến thần linh phẫn nộ. Đối với những người phạm tội tà dâm, người thì bị mất mạng, người thì bị mất chức vị, người thì hủy hoại gia đình và bị tuyệt tự. Một người nếu như có mệnh giàu sang phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm thì người đó có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người nếu có mệnh được hưởng phúc, thọ,
nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể bị tật nguyền hay chết trẻ. Một người nếu như vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng. Người quân tử biết rõ điều ấy là tai họa to lớn vô cùng, nên nghiêm túc cự tuyệt. Vì thế mà họ không bị tổn đức và luôn được hưởng phúc báo. Kẻ tiểu nhân lại cho đó là hạnh phúc to lớn mà sa vào nên tất sẽ bị ác báo. Cho nên người xưa vẫn thường nói, họa hay phúc không phải tự nhiên mà đến, mà đều là do con người tự chiêu mời mà đến. Văn Xương Đế Quân là một vị thần được dân gian tôn sùng, là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân, từng nói: thượng thiên thường giáng họa xuống cho những người tham dâm háo sắc. Hơn nữa, báo ứng loại này đến vô cùng nhanh, có một số người lại giống như nằm mơ, vô tri không biết sợ hãi. Nếu một người có hành vi phóng túng, hơn nữa lại không biết sai mà sửa đổi, thì người này sẽ phải thuận theo an bài mà trả tội nghiệp. Người xưa có câu, vạn ác dâm đứng đầu, bởi vì ý niệm dâm dục vừa mới động, thì các chủng ác niệm cũng theo đó mà dấy khởi nên. Các chủng tội nghiệp cũng từ đây trở đi mà sinh ra, tất cả các chủng thiện niệm cũng vì thế mà bị tiêu vong, thậm chí đến mức muốn chiếm đoạt mà sinh tâm sát hại người khác. Liêm sĩ và luân lý đều đã mất hết. Sách cổ Trung Hoa có ghi chép lại rất nhiều ví dụ về phương diện này. Những ví dụ ấy vừa để cảnh tỉnh con người thế nhân kịp thời nhận ra, kịp thời ước chế dục vọng, khôi phục lương tri đạo đức, tu sửa bản thân thành người thanh tịnh, đức độ, có tấm lòng cao thượng. Chỉ có quy chính lại bản thân thì mới có thể có lại được may mắn và rời xa tai họa. Vào triều đại nhà Minh, có một thư sinh tên là Tôn Hậu. Gia đình bần cùng, đành phải vượt sông đi dạy học để kiếm sống. Về sau, Tôn Hậu lại đến gia đình nhà họ Trương ở đường Tây làm công việc ghi chép để đổi lấy miếng ăn. Một hôm, đêm đã khuya, tỳ nữ nhà họ Trương vụng trộm chạy đến gian phòng mà Tôn Hậu đang ngủ. Tôn Hậu biết rõ ý tứ của tỳ nữ này nên đã lớn tiếng nói: trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói rằng, tam thai bắt đẩu tam thi thần lúc nào cũng theo sát chờ đợi sẵn để ghi chép lại hết sai lầm của từng người, tưởng rằng đêm khuya tĩnh lặng không người mà thượng thiên không biết sao. Tôn Hậu đã nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng sự việc này lại bị một vị thầy giáo dạy học của nhà họ Trương nhìn thấy. Ông ta liền lén lút gọi mời tỳ nữ này đến gặp gỡ. Đến Tết Đoan Ngọ, ông thầy giáo đó đột nhiên phát bệnh ung nhọt, toàn thân đau nhức, không có cách nào chữa trị. Lúc này chủ nhà đành phải mời Tôn Hậu lên làm thầy giáo đứng lớp chính. Một hôm, Tôn Hậu gặp người chú của mình tại Giang Khẩu. Người chú này kinh ngạc nói: bởi vì con trai của ta bị bệnh nên ta đến miếu chờ thành hoàng cầu nguyện. Đến lúc trời tối ta ngủ luôn ở đó, không ngờ mơ thấy thần thành hoàng ngồi trên điện. Sau đó vị thần thành hoàng kêu thuộc hạ dâng cuốn sổ ghi chép của những người có mệnh bị chết đói lên để sửa đổi. Từng tên được đọc lên, khoảng chừng mười mấy người thì ta nghe thấy có tên của cháu. Ta hỏi vị minh quan vì sao mà Tôn Hậu lại được cải sửa. Vị minh quan nói, trong bổn mệnh của người này, vào năm 46 tuổi sẽ bị chết đói nơi đất khách quê người. Nhưng bởi vì vào đêm ngày 18 tháng 4 năm nay, anh ta đã nghiêm khắc cự tuyệt dâm với một tỳ nữ, cho nên sẽ kéo dài tuổi thọ của anh ta thêm 24 năm, đồng thời sửa lại số mệnh phải chịu đói khát, thành được hưởng bổng lộc. Nói đến đây, người chú này liên tục nói lời chúc mừng Tôn Hậu. Về sau, học sinh theo học Tôn Hậu ngày càng đông. Mỗi năm tiền học phí mà Tôn Hậu thu được lên đến hơn 100 lượng vàng. Đến năm 36 vạn lịch, Tôn Hậu 46 tuổi,
Quả nhiên năm đó mất mùa, giá gạo vô cùng đắt đỏ, những người nghèo hầu như không có tiền mua, người chết đói vô cùng nhiều. Nhưng Tôn Hậu không những tránh được kiếp nạn này mà còn vô cùng giàu có. Lúc về già, gia đình Tôn Hậu vẫn thuộc hàng giàu có. Đến năm Tôn Hậu 70 tuổi thì không bệnh mà chết, ứng nghiệm với việc được kéo dài 24 năm. Ngày xưa, kính trời, kính thần, người quân tử luôn thận trọng ngay cả khi chỉ có một mình, bởi vì họ biết rõ, trên đầu ba thước có thần linh. Cho dù là ở nơi bóng tối không người đi nữa, thì họ cũng không dám phóng túng dục niệm của bản thân, thường ngày đều nghiêm túc giữ gìn hành vi của mình. Cổ nhân nói, một người xuất ra một niệm thuần thiện, thì thượng thiên sẽ ban phúc cho họ. Cho nên, Tôn Hậu thành tâm thành ý xuất ra một niệm cự tuyệt dâm dục mà được phúc báo. Âu cũng là một việc hợp đạo lý. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Một lúc nơi động tiên, vợ trẻ đã thành bà lão. Chàng thanh niên vô ý rơi vào tiên động, chỉ xem một màn ca múa mà khi trở lại nhân gian, đã thấy vợ mình biến thành bà lão. Chỉ một điều ấy thôi cũng đủ giúp anh nhận ra chân lý của đời người. Trong hẻm núi xa xa, từng ngọn núi xanh mướt ẩn khuất bồng bềnh trong mây sương. Non cao trùng điệp, như ẩn như hiện, cảnh đẹp tựa chốn tiên cảnh bồng lai. Một cơn gió nhẹ thổi qua, như có như không, liễu tơ mềm mại lay động theo chiều gió, tất cả tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động. Giữa cảnh sắc xuân tình trăm hoa đua nở, có một đôi vợ chồng trẻ đang nắm tay nhau bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm hoa. Nàng như làn gió nhẹ, thoát ẩn thoát hiện sau bóng cây, đôi mắt trong trẻo, nụ cười e ấp, mái tóc dịu dàng, bước chân gót ngọc, tà áo thướt tha giống như cánh bướm đang chập chờn trong nắng. Con chàng nhẹ nhàng theo sát từng bước chân nàng, như sợ chỉ một phút sơ ý sẽ để lạc mất vợ mình. Trong núi rừng tịch mịch nơi thâm sơn cùng cốc, sức sống bừng sáng của đôi nam nữ giữa khung cảnh làm người ta vừa say đắm trong xuân sắc, lại vừa say đắm trong phong thủy hữu tình. Sau một lúc vui đùa thỏa thích, áo đẫm mồ hôi, người vợ cảm thấy thoáng mệt, bèn tới ngồi nghỉ bên khe núi. Người chồng lấy ra chiếc quạt lụa quạt mát cho vợ. Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Rồi nàng nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc quạt, bắt chước động tác tao nhã của chồng mà phe phẩy tựa gió xuân. Trong đôi mắt của chàng, nàng luôn duyên dáng và yêu kiều như thế. Chợt, một cánh bướm dập dờn bay qua, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy một bông hồng đỏ thắm nở trên vách núi dựng đứng. Đá cứng cỏi mạnh mẽ, hồng e ấp dịu dàng. Cảnh tượng thật khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một giai nhân ở nơi thâm sơn cùng cốc, đang đợi thế nhân tới thưởng thức. Hoa tươi tặng người đẹp, đương nhiên cần đợi bàn tay anh hùng tới hái. Để được nhìn ngắm nụ cười yêu kiều quyến rũ của vợ, người chồng không chút do dự đã leo lên vách núi. Rồi chàng cẩn thận vươn tay ra để mong có được đóa hoa xinh đẹp. Nhưng dẫu đã giữ gìn hết mức, thận trọng hết mình, thì chỉ trong một thoáng, người anh hùng đã rơi vào trong động. Nàng luống cuống lo sợ, vội chạy đến bên cửa động, chỉ thấy trong nháy mắt, bóng tối đã nuốt chửng chàng đi mất. Trong chốc lát, mọi thứ lại trở nên trống trải cô liêu. Từ đó nàng không còn nghe được tiếng vọng của chồng, chỉ còn lại nỗi thê thương đau buồn vô tận. Dường như con tim cũng tan nát theo chàng, rơi vào sự vô biên sâu thẳm. Vừa mới đây, tình cảm còn đang mặn nồng như bướm với hoa, vậy mà chớp mắt một cái đã thành sinh ly tử biệt. Trang nam tử bị bóng tối cuốn đi,
chỉ còn lại bóng Hồng Nhan đứng bàng hoàng trong nước mắt. Tất cả mọi thứ đến quá đột ngột, tới mức không ai ngờ rằng khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục lại cách nhau một chớp mắt mà thôi. Trong bóng tối tịch mịch và nỗi sợ hãi bủa vây, người chồng hoảng sợ nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho bản thân rơi xuống. Anh cảm giác như mình cách cái chết ngày càng gần hơn. Bỗng nhiên, thân thể anh nhẹ nhàng chạm đất, chợt thấy trước mắt xuất hiện một quần ánh sáng. Mọi thứ nơi đây đều bồng bềnh huyền ảo trong khói sương. Đây là nơi nào? Là miền cực lạc hay là chốn bồng lai? Là non cao thoát tục hay là động tiên nơi nhân thế? Lẽ nào cơ duyên trùng hợp đã đưa ta lạc vào nơi tiên cảnh này? Chỉ thấy trước mặt là bầu trời xanh xa vạn dặm, đồng cỏ xanh mướt trải khắp tận chân trời. Đâu đó, một đôi kim đồng ngọc nữ thoát ẩn thoát hiện trong sơn thủy mờ mịt. Bốn phía được bao phủ trong linh khí thần tiên, không vướng bụi trần. Trong khói sương mênh mông ấy, tiếng đàn, tiếng sáo du dương phiêu đãng. Một đoàn tiên nữ đang nhảy múa hát ca, tà áo tung bay, dáng vẻ thoát trần phong lưu nho nhã. Cảnh sắc tiên cảnh tuyệt vời khó tả, làm mê đắm lòng người, khiến anh như rơi vào giấc mộng. Nghĩ tới thế sự vô thường mà thoáng chút ngậm ngùi. Cõi nhân sinh chỉ chớp mắt là trôi qua. Nhân sinh như mộng, con người sống trên đời, trăm năm tưởng dài mà lại ngắn chẳng tày gang. Đến lúc này người chồng mới nhận ra rằng, con người là sống trong mê, luân hồi chuyển thế, đời nối đời mà tạo nên biết bao nhân duyên, nghiệp nợ. Con người đến cõi thế gian, chỉ có một tấm thân trần và hai bàn tay trắng. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, cũng chẳng thể mang theo được thứ gì. Cả một đời vinh hoa hay tủi nhục, thì đến phút cuối cùng, cũng chỉ còn cát bụi gió tung bay. Có điều gì là sẽ ở bên ta mãi mãi? Tình yêu mặn nồng rồi cũng vụt tan. Người vợ hiền diệu như hoa như ngọc, rồi cũng giống như mây khói trôi qua trước mặt. Quay đầu lại, thấy tất cả chỉ là ảo mộng. Giờ đây, may mắn lạc vào cõi tiên cảnh, ta dường như mới trở lại là ta. Vậy nếu đã có tiên duyên như thế này, chi bằng hãy lưu lại nơi đây mà tu tập đạo pháp, là một vị thần tiên tiêu dao tự tại cũng tốt hơn một kiếp nhân sinh hư ảo. Tuy nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng anh vẫn không thể quên được người vợ trẻ xinh đẹp kia. Nếu không thể nói với nàng một lời từ biệt, thì đó sẽ là nỗi ăn năn nuối tiếc cả đời. Đến khi bản nhạc lắng xuống, tiếng hát đã ngừng, điệu múa tiên sa cũng vừa kết thúc, thì nỗi nhớ thương khắc khoải lại tiếp tục dày vò anh tới tận tâm can. Thôi thì, ta hãy quay đầu về chốn dương gian, chỉ cần gặp lại nàng một lần để nói lời giả biệt, rồi lòng này lại trở lại động tiên cũng chưa muộn. Lúc ấy, ngoài thạch động có một bà lão mái đầu bạc trắng đang đứng đợi, làng thu thủy với chiếc áo cũ xưa, đã cùng bà đứng đợi ở đây mấy chục năm rồi. Người vợ không tin rằng, người chồng năm xưa của mình đã chết. Tất cả những ký ức vui buồn, hợp tan, hỷ nộ, ai lạc, từng chút một luôn hiển hiện ra trước mặt. Vậy nên ngày nào, bà cũng đến đây, đứng lặng lẽ bên ngoài cửa động đợi chồng trở về. Chỉ là khi có duyên tương phùng gặp lại, thì thật không ngờ khoảng cách thời gian lại quá vô tình. Chỉ có cỏ cây, hoa lá, nơi thâm sâu cùng cốc là mãi mãi xanh tươi. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây. Cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có dung nhan người vợ trẻ là phai tàn theo năm tháng. Cuộc đời chờ tưởng như vô vọng, vậy mà từ trong động bỗng bước ra một chàng thanh niên tuấn tú, khiến bà lão kinh ngạc và sợ hãi lùi về phía sau. Khi định thần nhìn lại, bà chợt nhận ra đó chính là chồng mình năm xưa đã quay trở về. Dung mạo chàng vẫn không có gì thay đổi, vẫn tư thế hiên ngang như thế, vẫn vẻ oai hùng như thế. Chỉ có điều, thời gian nay đã trôi qua mấy chục năm rồi. Người vợ thấy chồng trở về, liền mừng rỡ chạy lại nắm chặt lấy tay chàng, chỉ sợ một phút bất cẩn sẽ không còn được gặp lại nữa. Nhưng người chồng kinh ngạc tới mức không dám lại gần,
khó có thể ngờ rằng bà lão tóc bạc da mồi run rẩy đang đứng trước mặt lại là người vợ xinh đẹp năm xưa của mình. Không ngờ rằng khi quay lại, sự thật nơi chốn nhân gian lại giống như ảo như mộng, như giả như thật, như thực như hư. Hai cõi thời gian, hai cõi không gian, cách nhau chỉ một cửa động mà sự khác biệt lại quá to lớn. Một ngày phương trời, nghìn năm mặt đất. Đó phải chăng là sự khác biệt giữa cõi trời và cõi đất, cõi tiên và cõi tục? Chàng trai trẻ chỉ ở trong động tiên xem một màn ca múa, vậy mà trong chớp mắt nhìn lại đã thấy người vợ xinh đẹp của mình nay biến thành bà lão. Ánh mắt mơ màng, chàng nhìn chằm chằm về phía người vợ tóc bạc trắng đang đứng trước mặt, còn bản thân mình dung mạo vẫn tráng kiệt như xưa. Kẻ phương trời, người mặt đất, họ giống như những kẻ xa lạ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Người chồng không dám tin những ngày tháng ân ái đã qua, dung nhan kiều diễm của vợ và lời thề sống chết có nhau, tất cả này chỉ giống như một giấc mộng hư ảo. Người chồng khẽ thở dài, ngẩng người suy ngẫm. Đắc được và mất đi rồi đắc được, đó chỉ là lẽ vô thường. Vậy mà bản thân mình lại dùng cả cuộc đời để theo đuổi những thứ trong cõi trần tục này, thoáng một cái là trôi qua, chớp mắt một cái là vụt biến mất. Liệu đó có thật sự là những gì mà sinh mệnh cần có hay không? Những điều đã mất đi, làm sao biết được đó không phải là cơ duyên vạn cổ? Một đời người khi đến thế giới này là vì cớ gì? Sau khi những mộng ảo kia qua đi, thì điều con người mong muốn nhất là điều gì? Nếu đời người ngắn ngủi như hư không, vậy thì những được mất, yêu ghét, hận thù, công danh, lợi lộc, chẳng qua chỉ là cảnh trong mơ làm người ta mê muội mà rơi vào cõi hồng trần mà thôi. Vào thời khắc cuối cùng của nhân sinh, đến khi nhắm mắt xuôi tay, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra rằng tất cả những gì mình theo đuổi suốt cả cuộc đời chẳng qua chỉ là hư ảo. Một đời sống vì ham mê dục vọng mà không thật sự sống cho bản thân nổi một ngày, tranh giành đấu đá lo sợ thật giả, tới khi hết mệnh lìa đời, tiền tài không mang đi được, nợ nghiệp vẫn theo đó như hình với bóng. Nợ ai thứ gì thì đều phải dùng sinh mệnh để hoàn trả. Ngoài việc mất đi sự thánh khiết của linh hồn, giảm cảnh giới của sinh mệnh, mê mờ quên cả đường về nhà, có người ta sẽ phải hoàn trả nghiệp lực một cách không ngừng nghỉ. Chàng thanh niên vô ý rơi vào tiên động, chỉ xem một màn ca múa chốn non tiên, mà tại nhân gian đã là mấy chục năm trôi qua. Trong nháy mắt lưu lại dung nhan, lưu lại sự vĩnh hằng, nhưng khi anh quay trở lại nhân gian, đã thấy vợ mình nay trở thành bà lão. Chỉ một điều ấy thôi đã đủ để điểm ngộ cho anh nhận ra chân lý của đời người. Thể xác chỉ giống như một cái áo, cởi ra rồi lại mặc vào như chơi, duy chỉ linh hồn mới là bất diệt trường tồn. Tuy nhiên, những điều mà nhục thân này ham muốn yêu cầu lại có thể chi phối và ảnh hưởng tới sự thánh khiết của linh hồn, khiến linh hồn ấy rơi vào vực sâu, muôn đời muôn kiếp không trở lại được và cũng không thể thăng hoa tới cảnh giới cao hơn của sinh mệnh. Bởi vậy, người xưa luôn giảng về tu luyện, bởi chỉ có tu luyện mới là cách để thăng hoa tinh thần, đề cao cảnh giới, cuối cùng là trở về ngôi nhà chân chính của sinh mệnh con người. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: Thần linh dõi theo nhất cử nhất động của con người, làm điều khuất tất không thể giấu. Con người đang sống trong mê cung của chính mình, cùng những danh lợi và dục vọng của bản thân, tưởng rằng chỉ cần một chiếc lá là có thể che kín cả bầu trời, thực ra đều xuất phát từ nhận thức sai lầm và hạn hẹp. Vào ngày Sa-bát, ngày lễ thánh trong tuần dành để nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa của người Do Thái giáo, các tín đồ không được phép làm bất kỳ điều gì, nhưng người đàn ông kia lại không thể cưỡng chế ham muốn chơi gôn mạnh mẽ của bản thân và đã quyết định lén ra sân gôn. Ông ta tự giải thích với mình rằng sẽ chỉ chơi một vài lỗ, chỉ có thế thôi. Hơn nữa, vì hôm đó là ngày lễ Sa-bát
và không có người Do Thái nào ra ngoài, nên sẽ không có ai biết ông đã vi phạm giới luật. Mọi suy nghĩ nuông chiều theo ham muốn của bản thân đều ủng hộ và thúc giục ông ta. Người đàn ông say sưa chơi golf, và càng chơi ông ta càng cảm thấy cao hứng. Tuy nhiên, khi ông ta chơi tới lỗ thứ hai, thì một thiên sứ đã nhìn thấy. Vị thiên sứ rất giận dữ trước hành động lén lút của người đàn ông ấy, và đã báo lại với Thượng Đế rằng người này đã không tuân theo giới luật của đạo Do Thái và dám chơi golf vào ngày Sa-bát. Thượng Đế, sau khi nghe thiên sứ, đã đáp lại rằng, vậy thì ta sẽ trừng phạt người này thật nghiêm khắc. Người đàn ông ở dưới thế gian vẫn chắc chắn rằng không ai biết ông ta đang ở đây. Kể từ lỗ thứ ba, ông ta chơi còn tốt hơn hai lỗ trước, chơi tới độ hoàn hảo mà thậm chí một tay golf chuyên nghiệp cũng khó lòng đạt tới. Ông ấy đánh tất cả bóng vào lỗ chỉ bằng một cú đánh. Người này càng lúc càng hoan hỷ, và ông ta hoàn toàn không nhớ việc người tu hành cần phải làm trong ngày lễ thiêng liêng của họ. Khi ông ta chơi tới lỗ thứ bảy, vị thiên sứ thấy mọi việc đang diễn ra vô cùng khó hiểu, nên đã tới gặp Thượng Đế lần nữa và hỏi, kính thưa Thượng Đế, chẳng phải Ngài định phạt ông ta sao? Vì sao con không nhìn thấy sự trừng phạt nào vậy? Thượng Đế khoan thai, điềm tĩnh đáp, ta đã phạt ông ta rồi. Nghe câu trả lời của Thượng Đế, vị thiên sứ lặng lẽ đứng bên và quan sát người đàn ông kia. Cho đến lỗ thứ 9, người kia chỉ cần một cú đánh để đánh trúng vào các lỗ. Chính vì cảm thấy bản thân đã chơi vô cùng xuất sắc, vượt xa rất nhiều trình độ hiện có của mình, nên ông ta đã quyết định chơi ván thứ hai với 9 lỗ nữa. Khi ý nghĩ của người đàn ông vừa hình thành, vị thiên sứ nhìn thấy ngay lập tức quay sang Thượng Đế. Sự trừng phạt dành cho người đàn ông kia đâu, thưa Ngài? Đáp lại thắc mắc của vị thiên sứ, Thượng Đế chỉ mỉm cười, nhìn cô và không nói gì. Đến khi chơi xong 18 lỗ, điểm số của ông ta cao hơn bất kỳ vận động viên chơi golf đẳng cấp quốc tế nào. Ông ta rất đỗi vui sướng, hả hê và cảm thấy bản thân mình thật xuất sắc. Vị thiên sứ tới lúc này đã không thể kiềm chế được bản thân và nổi giận hỏi Thượng Đế, đây là sự trừng phạt mà Ngài dành cho ông ta sao? Thấy vị thiên sứ hoàn toàn chưa hiểu dụng ý của mình, Thượng Đế lúc này mới quay sang nhìn cô và điềm nhiên lý giải. Đúng là ta đã trừng phạt ông ta, đó thực sự là một hình phạt vô cùng nặng nề. Con hãy nghĩ xem, ông ta đã chơi một ván golf phi thường và rất cao hứng, thấy bản thân thật vô cùng xuất sắc, rất có khả năng, nhưng ông ta lại không thể kể nói với ai hết. Kiềm chế điều ấy chẳng phải sẽ rất đau khổ và tiếc nuối hay sao? Chẳng phải đó chính là hình phạt nặng nề nhất đối với ông ta sao? Hình phạt của Thượng Đế thực sự vô cùng khoan dung, không khiến người đàn ông kia thất bại, không trừng phạt về thân thể, cũng không phơi bày sự việc với những người khác. Thực ra, Thượng Đế không hề phạt ông ta, mà chính là ông ta đã tự phạt bản thân mình. Khó chịu trên thân thể dù lớn đến mấy, chỉ cần quyết tâm là vượt qua được. Sự thống khổ của tâm can, sự dày vò về tinh thần mới là điều khó vượt qua nhất. Mọi chức vị, nghi lễ và giới luật đều chỉ là hình thức nếu con người không thực sự cầu thúc bản thân mình theo những tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn và chân chính. Không có hình thức tu hành có thể giúp con người đạt được thành tựu nếu không tự ước thúc bản thân, tự đặt tiêu chuẩn cho mình. Chỉ có tu tâm tính mới đảm bảo cho người có được thành tựu. Con người vẫn đang sống trong mê cung của chính mình, cùng những danh lợi và dục vọng của bản thân, tưởng rằng chỉ cần một chiếc lá là có thể che kín cả bầu trời. Thực ra đều xuất phát từ nhận thức sai lầm và hạn hẹp. Vạn sự, vạn vật đều đang sống trong sự an bài và quan sát của các đấng tối cao quyền năng. Chỉ vì không nhìn thấy họ nên con người đang nhắm mắt mà buông lơi bản thân, làm điều xấu mà không sợ bị trừng phạt. Con người nếu không có chuẩn mực đạo đức để yêu cầu chính mình, thì cuộc sống sẽ trở nên căng thẳng và nguy hiểm, bởi con người sẽ không từ thủ đoạn nào để làm lợi cho mình. Ngược lại, nếu con người luôn luôn tự ước thúc bản thân theo những tiêu chuẩn đúng đắn và chân chính, thì xã hội sẽ ổn định và an hòa. Quan hệ giữa người với người cũng vì thế mà êm đẹp. Đạo đức thăng hoa thì đời sống cũng theo đó mà thăng hoa.